Vâng, xin chào mọi người nha, rất vui gặp anh em. Và có rất nhiều anh em kiếm tiền trên trang website á, bằng cách là đặt quảng cáo của Google AdSense và chạy được một thời gian kiếm được rất nhiều tiền rồi á, thì là lại bị một cái đó là số lượng quảng cáo của bạn đang hiển thị có thể bị giới hạn đó. Và các bạn cứ đợi hoài cũng không thấy được gọi là thoát khỏi cái số lượng quảng cáo này. Đấy, mà bị giới hạn này. Khi mà bị cái số lượng quảng cáo mà bạn có thể hiển thị đã bị giới hạn á, là chắc chắn các bạn đã bị tắt kiếm tiền ở trên trang website rồi. Và bản thân mình là một trong những người có kinh nghiệm rồi nhá. Tại vì á là cái trang website của mình á là mình đặt quảng cáo, mình kiếm tiền từ nó từ rất lâu rồi. Và cái thời kỳ đầu á, khi mình mới kiếm tiền bằng cách mình đặt cái quảng cáo trên trang website của mình á, là mình hay bị là kiểu ở số lượng quảng cáo bị giới hạn rồi nó mất quảng cáo luôn, rồi không có đô không có tiền luôn các bạn đó. Và có một thời điểm là mình đã cạ luôn đó, mình đã cạ các bạn, mình không quan tâm nữa đó, và mình hy vọng rằng là nó sẽ hết, nó tự động nó hết, nhưng mà sự thực là mình đã cả mấy năm luôn đó, nó không hết các bạn, nó không hết đấy. Mình để cả mấy tháng, mình xin lỗi bạn là mình nói hơi quá, là mình để mấy tháng chứ không phải là mấy năm các bạn nha, mấy tháng thôi. Mình để tầm khoảng 6 7 tháng gì đó nhưng mà vẫn không hết. Thì cái lý do tại sao mà lại bị cái tình trạng này thì là do á, là mình phân tích cho bạn hiểu nha. Đây bạn có thấy được là hiệu suất này bạn này. Đó, GBI của trang nó quá cao bạn này, 83 đô 1.000 lượt. Đó, rồi lượt hiển thị bút lên tới 65.000 lượt hiển thị bạn đó. Rồi tỷ lệ nhấp chuột thì rất là thấp đó bạn thấy không? Đó, thì tại sao bị như thế này? Thì theo mình tìm hiểu các bạn nhé, là tất cả những trang website á, mà họ kiếm tiền bằng cách là họ đặt quảng cáo của Google AdSense lên trang website của họ ấy, là chắc chắn á, là sẽ bị cái tình trạng đó một vài lần đó, chứ không phải là website nào là không bị cả. Đấy, tất cả mọi trang website đều bị nha khi các bạn đặt quảng cáo này. Nhưng mà người ta có cách khắc phục hết đó. Thì cái cách khắc phục mà đơn giản nhất là mình muốn chia sẻ cho mọi người ạ, mà chính bản thân mình ấy cũng áp dụng một cách rất thành công, là mình áp dụng bằng cách là sao, là thứ nhất ấy, là mình sẽ không bút lượt truy cập. Bút lượt truy cập là sao? Ngày xưa mình bút lượt truy cập như này nhá mọi người nhá, mình sẽ chia sẻ mọi người luôn là cái cách bút lượt, mình sẽ chia sẻ cái bút lượt truy cập trong clip sau nha mọi người nhá. Còn trong cái clip này thì mình sẽ không nói về vấn đề đó, mà mình sẽ nói trọng tâm về vấn đề là làm sao để không bị cái nỗi là giới hạn quảng cáo từ Google AdSense nữa. Đó. Thì là đầu tiên, cách đơn giản nhất các bạn nghe kỹ cho mình nha, là các bạn phải viết thật nhiều bài viết các bạn nha. Đó, thì cái đợt đầu mình bị như vậy xong là mình khắc phục được rồi. Đó, còn trang website của mình hiện quảng cáo lại rồi. Tính thời điểm mà hiện quảng cáo trở lại tới thời điểm này là cũng rất lâu nha mọi người nhá, và mình thấy hiện tượng là không bị giới hạn nữa rồi, là do là mình sửa lại bằng cách là mình viết rất nhiều bài viết nha. Đó, mình tăng cái số lượng bài viết trên trang website thì nó tạo cái độ tin tưởng cho Google AdSense nha. Đó, với cái thứ hai nữa là mình không bút lượt truy cập nữa. Đó, mình đã lượt truy cập tự nhiên nha. Thì bút lượt truy cập là sao? Đây, mình giả sử bút lượt truy cập như này nha. Là chẳng hạn các bạn hướng dẫn người ta tải một cái tựa game hack nào đó, hoặc cái app quay màn hình rồi đó, ở trên YouTube, và sau đó các bạn để link tải, bắt họ phải truy cập trang website của bạn để tải về đây, để họ ấn vào nút download này đó. Nếu các bạn mà ấn download mà tải về luôn á, mà kiểu họ mới truy cập vô bài viết này nha, mà trong vòng 1 2 giây hoặc 5 10 giây đó mà họ ấn vô cái nút download này liền, họ không thèm đọc bài viết của bạn, họ không thèm ở lại trang website của bạn, là tức là bạn đang bút rồi đó, và họ là và nó làm cho cái trang website của bạn bị trừ điểm rất nhiều nha, và sẽ nguy cơ dẫn tới là hạn chế quảng cáo nha. Thì để khắc phục được thì mình cũng đã chia sẻ mọi người bằng cách là chúng ta sẽ cài cái nút chờ tải 60 giây nha, để bắt buộc là nếu chúng ta có bút được truy cập thì bút nó rất hợp lại luôn, tại vì họ ở trang website của chúng ta ít nhất là 60 giây thì họ mới thoát trang được đó. Thì trong vòng 60 giây á, là Google đánh giá cũng rất là ok rồi đó, là bạn sẽ không bị vi phạm cái chính sách là bút lượt tải và tỷ lệ thoát trang quá cao đó. Chẳng hạn như bây giờ các bạn tưởng tượng nhé, 1.000 người vào trang website của bạn, xong họ bấm tải cái chưa đầy 10 giây cái họ thoát luôn, họ thoát trang luôn, thì liệu rằng Google mà đặt quảng cáo ở trên trang website của bạn á, thì nó có mang lại hiệu quả
có mang lại tỷ lệ chuyển đổi cho nhà quảng cáo không? Tất nhiên là không, đúng không? Đó, nên tất nhiên là họ sẽ tắt quảng cáo bạn. Vì là cái lỗi là không có giá trị, không mang lại giá trị. Đó. Đấy, thì cái cách khắc phục là rất đơn giản là chúng ta sẽ tăng cái nút chờ tải lên là 60 giây. 60 giây mới thoát trang. Thì chúng ta lại mang lại giá trị nha các bạn nhé. Đó, thì họ sẽ không tắt quảng cáo nữa, được chưa? Đó, ok nhá, rồi. Cái quan trọng tiếp theo nha, và mình, cái này là cái mẹo của mình thôi nha, chứ không phải là của ai cả. Thì là mình chơi là mình kiểu là cho quảng cáo website tự động luôn. Mình bật chế độ là quảng cáo tự động nha mọi người nhá. Đấy, mình đặt chế độ quảng cáo tự động luôn. Thì khi mình đặt quảng cáo chế độ tự động ấy, là Google AdSense nó tự động, nó muốn đặt quảng cáo là đặt, kệ nó. Nó muốn đặt đâu đặt, kệ nó. Thì khi mà đã cho thằng Google AdSense nó đặt tự động á, thì là các bạn sẽ không bị lo về vấn đề là tôi boost quảng cáo hay tôi tăng độ quảng cáo nhiều trên bài viết, không có các bạn nha. Đấy, cái này là tôi trao quyền đặt quảng cáo cho ông rồi, ông muốn đặt quảng cáo nào ông đặt. Đó, nên là chúng ta sẽ tạo được một chính sách thân thiện với nó hơn rất là nhiều nha. Đó, thì khi mình bật như vậy là nó tự động, nó sắp xếp cho mình hết quảng cáo đặt ở chỗ nào, đặt vị trí nào. Đó này các bạn không, nó tự động nó sắp xếp mình hết, mình không can thiệp. Thì là nó giảm cái tỷ lệ mà các bạn bị hạn chế quảng cáo rất nhiều nha. Đó, rồi vậy là nãy giờ mình đã chia sẻ mọi người xong rồi đấy, cái cách mà nó có thể mà không bị cái vấn đề là giới hạn quảng cáo nữa. Còn cái việc mà setup đặt quảng cáo tự động làm sao thì mình cũng có bài viết mình chia sẻ rồi nha mọi người nhé. Mọi người chỉ cần ấn vào, mọi người đọc và xem mình làm video, mình chỉ rất là chi tiết mọi người nhé. Đấy, làm từng bước một luôn, các bạn chỉ cần làm tiến hành y hạt mình thôi là các bạn sẽ thành công nha mọi người nhé. Ok chưa? Đó. Còn về cái phần mà làm sao có thể khắc phục được á, thì cái này á, là mình tìm kiếm một thời gian rất là dài nha, rồi sau đó mình mới đúc kết được và mình áp dụng được thành công ở trên rất nhiều trang website thì mình mới chia sẻ và mình bán nó nha. Đó, thì bạn nào mà bị tình trạng này và mong muốn bỏ ra một cái số tiền nho nhỏ để có thể khắc phục được và tiếp tục đặt quảng cáo trên trang website của các bạn thì bạn có thể mua về nha. Thì ở trong này là sẽ có hai thứ, đó là một cái video hướng dẫn này khắc phục quảng cáo này, cái thứ hai là một cái một vài dòng chia sẻ đó. Thì cái này bạn nào cần mà bạn nào đang bị thì các bạn hãy có thể gọi là mua và áp dụng theo đi. Mình tin, mình khẳng định các bạn là chắc chắn thành công, ok chưa? Chắc chắn là khắc phục được và chắc chắn là trang website của bạn sẽ được bật quảng cáo kiếm tiền lại nha. Đó, ok. Và các bạn cảm thấy video mình hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình. Và mình xin chào và tạm biệt mọi người.